Đồng Nai, băng qua đường sắt, một người bị tàu tông tử vong. Tại nơi xảy ra sự việc, không có đường bộ cắt ngang mà có hệ thống lan can giao thông ngăn cách giữa đường sắt và đường bộ song hành. Chiều 7 tháng 10, lực lượng chức năng huyện Trảng Bom, Đồng Nai đang làm rõ nguyên nhân vụ va chạm giữa tàu hỏa và một người đi bộ. Trước cùng ngày, tàu xe 22 lưu thông hướng Nam Bắc. Khi di chuyển qua ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tàu này va chạm với ông NVT, 49 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn đang băng qua đường ray. Cú tông mạnh khiến nạn nhân chết tại chỗ. Tại nơi xảy ra sự việc không có đường bộ cắt ngang mà có hệ thống lan can giao thông ngăn cách giữa đường sắt và đường bộ song hành.